Dịch tên là Hòa Thượng Hiền Việt. Theo sự phân định hôm nay, tôi chủ trì cái đề tài thảo luận hôm nay. Xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương, khán thính giả của đài Sài Gòn Network TV. Xin trân trọng kính chào Mục sư Nguyễn Vũ Hùng Linh, chào Linh Mục Phạm Hữu Tâm, chào sư Nguyễn Dũng. Thì xin quý ngài lên tiếng chào chư vị khách. Tôi Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh xin được kính chào tất cả quý khán thính giả. Kính chào Hòa thượng Thích Huyền Việt cư sĩ cũng như Linh Mục. Tôi là Linh Mục Phạm Hữu Tâm, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn Network TV, xin trân trọng kính chào quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo. Tôi cư sĩ Nguyễn Dũng trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài. Kính chào mục sư, kính chào Linh Mục và kính chào Hòa thượng host ngày hôm nay. Cảm ơn quý ngài. Thưa quý vị, đề tài hôm nay tôi xin được trình bày nêu ra, đó là cái đề tài là một chữ, một tiếng thôi, một chữ thôi, đó là chữ khổ. Khi nói như vậy thì tự nhiên chúng ta trùng liền, chúng ta không có vui. Đời có nhiều cái vui mà hết hết chuyện để nói, xong đây là nói chuyện khổ. Nhưng có thể nói rằng không biết như thế nói thế nào, nhưng mà tất cả những cái gì cuộc đời này chúng ta có luôn luôn nó có cái hai mặt. Nếu diễn tả theo kiểu ngôn ngữ mà hình tượng chút cả, thế là tất cả cái medaille, tức là cái huy chương á, đều có mặt trái của nó. Tức là phía mặt phải, tức là cái huy chương nó rạng rỡ, nó trang trọng như thế nào, thì mỗi huy chương đều có cái mặt trái của nó. Thì đời vui, nhưng mà bên cạnh cái vui nó có cái khổ. Chúng ta thấy ví dụ như là bệnh viện thì nói về cái khổ của đau, nhà quan, nghĩa trang nói về cái khổ của chết, dưỡng lão, viện dưỡng lão nó nói về cái khổ của già. Và thật sự ra đối với tôi hả, nhà thờ có mặt, chùa có mặt cũng nói lên cái khổ có mặt hiện diện ở ở đời. Cho nên nhà thờ, chùa, thánh thất, giáo đường để có mặt để giúp cho thế nhân là chúng ta, để có cái cơ hội để đến đó để học cái nguyên tắc, cái cách làm sao để giảm thiểu cái khổ. Do vậy cái đề tài khổ này, không biết là trong tín lý của mỗi tôn giáo định nghĩa như thế nào về cái khổ này. Xin mời Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh. Kính thưa quý vị cũng như kính thưa quý khán thính giả, khi nói đến cái khổ, nó là một cái hậu quả của cái việc làm mà chính con người, tức là tổ phụ Adam và Eva, là hai người đầu tiên của loài người của chúng ta, đã vì không vâng lời Đức Chúa Trời dặn đừng có ăn trái cấm, và vì không vâng lời Chúa làm theo ý riêng của mình, cho nên đã rước cái khổ đó vào thân. Tội lỗi đã xen vào ở trong thế gian này, tức là đã đi vào, và từ đó dẫn đến cái chết. Con người tuy không chết liền về vấn đề phần xác, nhưng cái sự ngăn cách giữa mình, tức là loài người, với Đức Chúa Trời đã có kể từ lúc đó, và con người không còn được tương giao một cách thân mật hay là khăng khít như trước nữa. Cho nên cái nguồn gốc của cái khổ đó chính là tội lỗi và do sự bất tuân của con người. Và Chúa cũng nói là con người tội lỗi thì rình đợi trước cửa, thèm chúng ta lắm. Tức là những cái tội, những cái điều mà tham sân si, hay là những cái nóng giận, những cái thèm muốn của con người đó, nó luôn luôn nó có trong con người và làm cho con người khổ hay là cực khổ, và những cái buồn bã chết chóc của con người đó. Thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để quản trị nó, hay là làm thế nào để vượt qua khỏi những cái khổ đó? Cảm ơn mục sư, kính mời cha. Dạ vâng, thì mục sư cũng vừa mới chia sẻ về cái niềm tin ở bên Kitô giáo về cái khổ, cái nguồn gốc, thật sự cái nguồn gốc của tội lỗi thì đúng hơn. Còn thật sự tôi nghĩ cái khổ đó, thì nếu mà nói nôm na giải thích theo cái kiểu mà chung của loài người, mà quan điểm của mỗi người, cũng tôi nghĩ tất cả mọi tôn giáo cũng đều nhìn giống nhau, cái khổ là do cái nhận thức của con người mình về một sự việc. Đôi khi một cái sự việc đó nó sướng với một người, nó không có phải là niềm khổ đối với một người, nhưng mà nó là cái khổ đối với người khác. Ví dụ thôi, bây giờ cái một người mẹ phải buông tảo bán tần, phải thức khuya dậy sớm để lo lắng cho con cái mình. Người khác nhìn vào thì có vẻ người mẹ rất là mệt mỏi, rất là khổ sở trong cái công việc buôn bán của mình. Tuy nhiên đối với người mẹ đó thì người mẹ đó là hạnh phúc của người mẹ đó, chứ không phải là cái khổ của họ. Hoặc là ví dụ như tôi nhớ ngày xưa mình vừa mới qua Mỹ,
thì cái nghèo ngày xưa nó mình cảm thấy nó không có là nghèo, mình không có cảm thấy khổ lúc đó. Bây giờ có thể mình nhìn lại mình thấy ồ lúc đó cái đó nó khổ quá, nhưng mà thật sự lúc đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc, vừa mới được qua Mỹ, từ trại tị nạn được qua Mỹ mà sống ở trong cái cảnh đó rất là hạnh phúc rồi. Cho nên nếu mà nói nôm na theo cái kiểu mà dân gian bình thường, cái niềm tin bình thường đó, thì cái khổ hay cái sướng là tùy theo cái nhận thức của mỗi người đối với cái hoàn cảnh của mình, nếu mình có chấp nhận được cái điều đó hay không. Nếu mà không chấp nhận đó thì cái đó là nỗi khổ của mình. Còn nếu mà nói về niềm tin tôn giáo đó, thật sự tôi nghĩ cái khổ mà ở bên Kitô giáo nó hướng về, thứ nhất là nó hướng về con người, mỗi người chúng ta có thể trở nên thánh thiện hơn, bởi vì dựa theo thánh Phaolô, cái niềm tin thánh Phaolô ngày xưa đó cũng vậy. Thánh Phaolô ngày xưa chúng ta nhớ là ông là một người rất là thành công đối với người Do Thái, ông là lãnh đạo người Do Thái, ông là người Pharisee để dạy dỗ cho những người khác. Tuy nhiên thì khi mà đi theo Chúa Giêsu đó thì ông mất tất cả những điều đó. Đối với những người khác, mình mất danh giá, mình mất cái địa vị của mình trong xã hội cũng là một điều khổ. Nhưng mà đối với ông đó là ông là một niềm hạnh phúc cho ông. Dạ, cho nên thật sự không phải là cái khổ của người đó. Điều thứ hai, và nói niềm tin bên Kitô giáo đó, thì dùng cái khổ đó để sát nhập vào cái đau khổ của Chúa Giêsu. Đau khổ có nghĩa là cái đau khổ thân xác, hoặc là những cái đau khổ mà Chúa phải chịu chết trên thánh giá, để làm cái niềm cái sự cứu chuộc cho mỗi người chúng ta. Cho nên cái khổ đối với cái niềm tin Kitô giáo là như vậy. Nó xa hơn, nó dẫn tới cái sự thánh thiện của con người, cũng như nó dẫn tới sự sát nhập vào cái ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu dành cho con người. Dạ, xin cảm ơn cha. Dạ, cũng mời cư sĩ. Dạ. Kính thưa quý vị, ngay phần dẫn nhập thì hòa thượng có nhắc tới là khổ mỗi chỗ mỗi nơi. Bên Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy rằng là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cõi Tây Phương sang báo nực mùi nào ai biết cái vui triệt đáo. Trong đời sống hàng ngày thì có người bảo rằng cái gì tôi cũng biết, nhưng mà chỉ trừ có cái hạnh phúc chúng tôi chưa biết. Trên một cái không gian và thời gian một chiều để đi đến tìm con đường hạnh phúc mà thì người ta có những cái bất như ý. Chính vì cái bất như ý đó về hai phương diện thân và tâm. Về thân thì người ta phải đối diện với lại như trong kinh dạy về sinh lão bệnh tử là khổ. Về tâm thì lại là quan tham sân và si. Chính vì vậy mà trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, đôi khi chúng ta được, chúng ta cũng khổ, mất cũng khổ. Chúng tôi nhớ tới cái mẫu chuyện mà trúng số của anh Michael 362 triệu đó. Anh lúc đầu chưa trúng thì muốn, mà tới trúng xong rồi bây giờ rất là đau khổ. Thành ra ở trong cái đời sống hàng ngày, cái việc được, mất, thua hoặc thắng để nhận diện là khổ hay không thì trong cái tâm hồn của mỗi người coi cái sự đó có như ý mình hay là không như ý. Do đó cái chuyện khổ là nó bắt nguồn từ trong cái tâm tư nguyện vọng của mỗi người, và từ chính từ chỗ đó mà tôn giáo dạy con người đi tìm việc khổ. Cảm ơn cư sĩ Minh Dũng. Chúng ta biết đạo Phật, có lẽ là đạo Phật là nói về cái khổ nó rất là rõ, vì cũng chính cái khổ đó mà Đức Phật ra đời. Thì Đức Phật nói rằng sanh ở trong bụng mẹ, cái tiến trình ở trong bụng mẹ là khổ, rồi sinh ra đời thì rồi già là khổ, bệnh là khổ và chết là khổ. Thương ai đó mà không gần được thì khổ, ghét ai đó mà phải sống chung là khổ, cầu điều này cầu điều kia mà không được là khổ. Thì đó là cái định nghĩa mang cái tính cách kinh điển ở trong gọi là Tứ Diệu Đế nói về khổ. Tập Diệt Đạo thì đây là nói về khổ. Do vậy cái khổ là nó gắn bó, nó dính liền với cái sự ra đời của mình. Giờ sinh lão bệnh tử đó là nó gắn liền. Ai ra đời, bất cứ tin ai, theo tôn giáo nào, người Đông, người Tây, người Nam, người Bắc đều phải dính lấy cái gọi là cái tứ khổ, tức là bốn cái điều khổ gắn liền với cái sự ra đời của con người. Khi ra đời rồi thì chúng ta có nhiều thứ, chẳng hạn ví dụ nó là bắc phong, tức là tám cái ngọn gió nó thổi cái tâm của mình luôn không yên được. Ví dụ như được danh là vui mà mất danh là khổ,
được lợi là vui mà mất lợi là khổ, được khen là vui nhưng bị chê là khổ, hạnh phúc là vui nhưng đau khổ là khổ. Tất cả những cái đó đều nó áp đảo con người của mình. Do vậy cái con người của mình sinh ra đời trên căn bản là khổ, và chính cái khổ đó thì Đức Phật ra đời để nhắc nhở cho chúng ta về cái làm sao để chấm dứt được cái sự khổ đó. Xin chư vị khán giả của đài, xin quý vị huynh đệ chúng tôi tạm dừng buổi thảo luận trong giây lát. Sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại.